tích khoảng 100 km2, đảo Cát Bà là hòn đảo lớn nhất trong một quần đảo được hợp thành từ 368 hòn đảo đá vôi lớn nhỏ nhô lên từ biển cả. Cát Bà được biết đến như một vùng núi đá chập trùng ẩn chứa nhiều hang động và rừng nhiệt đới. Quanh đảo là vùng biển ven bờ nổi bật với vô số hòn đảo nhỏ phủ đầy cây xanh, bãi biển cát trắng mịn màng và cát tùng áng như một ao nước nhỏ ngay giữa biển được bao bọc bởi núi đá. Đây là căn nhà chung của thế giới động thực vật đa dạng trên cạn cũng như dưới biển. Ngoài ra, Cát Bà còn nổi tiếng với di chỉ khảo cổ Cái Bèo ở cuối giai đoạn hậu kỳ đồ đá mới, trước cả văn hóa Hạ Long, có niên đại từ 7.500 đến 5.500 năm trước công nguyên. Năm 2004, khu dự trữ sinh quyền thế giới Cát Bà được UNESCO công nhận với diện tích 262 km2. Đây là nơi hội tụ nhiều thế giới tự nhiên độc đáo, được xem là mẫu hình tốt nhất về tập trung cao của các hệ sinh thái nhiệt đới, cận nhiệt đới điển hình. Từ Hà Nội đi thẳng Cát Bà 152 km bằng xe buýt mất khoảng 4 giờ, bao gồm một chặng phà 25 phút từ Bến Gót đến Cái Viềng hay cáp treo 10 phút từ Cát Hải đến Phù Long. Từ Hải Phòng đến Cát Bà 52 km bằng tàu cao tốc với thời gian di chuyển khoảng 60 phút từ Bến Bính đến Bến Cát Bà. Từ Hạ Long đến Cát Bà khoảng 45 km bằng xe buýt mất khoảng 2 giờ, bao gồm chặng phà 60 phút từ Tuần Châu đến Gia Luận. Vào tháng 7 và tháng 8 thường có mưa bão do gió đông nam thổi mạnh và tháng 11 đến tháng 2 thường có mưa phùn và sương mù do gió đông bắc lạnh. Đảo Cát Bà là địa điểm lý tưởng cho các hoạt động team building, từ kịch bản sinh tồn trong rừng hay trên biển đến cuộc đua kỳ thú ngay tại thị trấn Cát Bà. Nhiều tuyến tham quan và tổ chức các chương trình team building theo kịch bản Survivors in Jungle, Never Back Down như tuyến Ao Ếch, Việt Hải hay Mây Bầu, Hang Quân Y. Xuất sắc nhất là tuyến Ao Ếch, Việt Hải. Chương trình có thể kết hợp nhiều phương tiện khác nhau, bắt đầu là đi bộ 9 km xuyên qua vùng lõi của rừng với Ao Ếch, là một ao nước rộng 3,2 hectare nằm trên độ cao 80 m. Tiếp theo là tuyến xe đạp xuyên làng Việt Hải dài 5 km và cuối cùng tuyến đường biển về bến Cái Bèo dài 14 km với 40 phút đi tàu. Vịnh Lan Hạ bao bọc vùng bờ đông nam của đảo lớn Cát Bà, trải rộng trên diện tích khoảng 70 km2 là Vịnh Lan Hạ. Có độ sâu từ khoảng 11m đến 26m, được các đảo bao bọc ba phía nên phẳng lặng quanh năm. Vịnh Lan Hạ khác biệt vịnh Hạ Long với 366 hòn đảo lớn nhỏ, đủ hình dạng và phân bố dày đặc, hầu hết đều được phủ xanh bởi thảm thực vật. Vịnh còn có 139 bãi tắm nhỏ, phần lớn vẫn còn hoang vắng, ôm sát chân núi đá vôi và lan xuống thềm san hô như Áng Vẹt, Bãi Cát Dứa, Vạn Bội, Vạn Hà. Vịnh Lan Hạ chứa đựng vô số các tùng áng, vốn là các thung cát bị ngập nước, chỉ khác nhau về kích thước. Tùng tạo thành luồng lớn mà tàu có thể ra vào, còn áng là các vịnh, lạch biển và ao nước khép kín, tạo thành hồ nước mặn giữa núi. Mỗi áng có diện tích dao động nhỏ nhất khoảng 0,7 hectare như áng Trè Môi và lớn nhất khoảng 28,8 hectare như áng Vẹm. Làng chài Cửa Vạn là điểm dừng quen thuộc cho du khách. Đến đây,
du khách không chỉ tìm kiếm và thưởng thức hải sản tươi ngon được nuôi trong bè neo trên vịnh, mà có thể chèo kayak, bơi lặn ngắm san hô và cảm nhận sự chân thật và hiếu khách của cư dân địa phương. Vịnh Lan Hạ là nơi chứa được nguồn đa dạng sinh học bậc nhất của Vịnh Bắc Bộ, là điểm đến du lịch hấp dẫn cho các hoạt động du thuyền tham quan, chèo kayak, lặn biển. Hãy một lần đến với đảo Cát Bà cùng Exotic Việt Nam, tận hưởng không gian xanh của biển đảo và núi rừng của vườn quốc gia Cát Bà, thưởng thức hải sản tươi ngon của Vịnh Lan Hạ, chìm đắm trong lòng hiếu khách và cặp mắt như đôi bi ve màu vàng trong suốt của cô gái chính gốc Cát Bà và khám phá vô số những điều kỳ thú tại vùng đất này.